À, xin chào quý em yêu mến bộ môn sưu tầm đồ cổ Tây Nguyên nha. Hôm nay mình giới thiệu một cặp chế rất là đẹp, nhìn là hiếm gặp nha. Có thể nói là hàng độc bản nha các bạn. Mình giới thiệu cái chế mini này trước. Chế này có hai hàng ngập mà. Ở Tây Nguyên mình là cái chế này gọi là chế túc mà. Có nơi thì gọi là chế túc cardiac. Mình phát âm ấy, không có chuẩn lắm. Nhìn chế này rất là hay này các bạn. Đó, có hai hàng ngọc, hai hàng ngọc này thể hiện cho cái sự đoàn kết của một cái bộ tộc, của buôn làng, của một cộng đồng sinh sống. Đây. Cái này là những già làng trưởng bản họ sưu tầm được cái chế này. Đỡ mà sử dụng cái chế này là những người có đồng đẳng cấp họ sẽ ngồi uống rượu cồn với nhau. Những chế nhỏ này rất là giá trị nha các bạn. Rồi, tình trạng chiều cao á, tầm đo nó tầm khoảng 1,5 thôi, cao tầm khoảng 35. Rồi. Gốm này là phong cách là cái chất gốm ấy là kiểu gốm Quảng Đức nha bạn. Chứ mà hậu bên thì kiểu giống như của châu Âu. Cái này hồi giờ mình chưa thấy cái thứ hai giống như vậy. Chế thứ hai là nhìn men da báo các bạn. Cái là chất độc bản này. Men da báo chấm 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 này. Ở dưới tầng thứ nhất là cũng sóng nước rồi các bạn, à, tầng thứ dưới này sóng nước này. Thứ hai còn là sóng nước này. Thứ ba còn là sóng nước này. Thứ tư là sóng nước này. Thứ năm còn là sóng nước này. Ở trên là có mây các bạn, đây này, mây. Mây trên. Đó, ở trên là vừa sóng nước vừa mây, ở trên này trên cùng là có chữ thọ này, cách điệu chữ thọ cách điệu các bạn, bốn chữ thọ, bốn chữ thọ cách điệu. Thế này rất nhiều người anh em thích hàng độc lạ bốn tay đó. Cái này là đảm bảo là không có cái nào giống cái nào này. Thì chế này nó cũng là đầu gà đến cái việc nữa các bạn. Cái chất gốm thì nó là gốm Quảng Đức. Nhưng mà phong cách men ấy là phong cách hoa văn là của châu Ổ. À, chiều cao tầm khoảng gần 2,5 m, cao tầm khoảng 50 cái nhà mình thôi. Chế này thì cũng đặt giống cổ này cả nhà. Rồi, cảm ơn cả nhà rất nhiều. Một lần nữa xin chúc cả nhà tràn đầy sức khỏe, vạn sự như ý. Tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại.